Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Nguyễn Huy. Ngày hôm nay, Huy sẽ phục vụ cho các bạn bằng một bộ truyện của một tác giả rất là trẻ, thậm chí là chưa được 18 tuổi luôn. Một bộ truyện nói về cái vấn đề tâm linh mà khá là nhiều bạn quan tâm, đó là ngải, những cái ám ảnh, những cái nhân quả, những câu chuyện xảy ra chỉ vì một lần trót dại chơi ngải. Tác giả rất là trẻ, tác giả Lương Khánh Ly, thì câu chuyện cũng xoay quanh cái cuộc đời cũng như sự việc của những người bạn ở cái tuổi cấp 3. Với cá nhân Huy thì thấy bộ truyện này khá là kinh dị và rùng rợn. Huy đặc biệt rất thích làm việc với những người trẻ, tại vì thứ nhất là nguồn năng lượng của họ rất là dồi dào, cái thứ hai là yếu tố sáng tạo của họ rất là cao. Vì vậy mà những sản phẩm họ làm ra luôn có cái sự gì đó mới mẻ đối với tất cả những người tiếp nhận nó. Thì Huy mong là tác giả trẻ Lương Khánh Ly cũng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của khán giả của Nguyễn Huy, cũng giống như là những tác giả khác như là Tiểu Bá Vương, như là Phan Duy, Tiểu Hỏa Long, vân vân. Một câu chuyện xoay quanh cuộc đời của những người, những cô học sinh cấp 3 nhưng mà đã sớm chịu những cái bi kịch rất là lớn. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào nhé. Bộ truyện này sẽ chia làm 2 video, tối hôm nay và tối ngày mai. Thì Huy sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện trong vòng 2 hôm liên tục để cho các bạn nghe không bị gián đoạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào tập 1 của bộ truyện Chơi Ngải, tác giả Lương Khánh Ly nhé. Nguyễn Huy hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc truyện ma kinh dị Chơi Ngải, tác giả Lương Khánh Ly. Tôi là Hạ Linh, một học sinh cấp 3. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ. Mẹ tôi mất khi vừa mới sanh tôi. Ba tôi thì một năm sau cũng tự tử. Mọi người trong xóm nói tôi là đứa xui xẻo, mới sanh ra đã khắc chết cha mẹ. Họ không cho mấy đứa trẻ con trong xóm đến gần tôi, sợ tôi khắc chết chúng nó. Nè Teo, mày có về nhà không? Nó ám chết mày bây giờ. Tôi chỉ đang đi ngang qua nhà thằng Tèo, chứ đã lại gần hay làm cái gì nó đâu. Vậy mà bà ba từ trong nhà đã vội chạy ra ngoài ngõ, nhanh tay dắt nó về, miệng còn không quên để lại một câu phỉ nhổ. Cái thứ xui xẻo gì đâu không à. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, mà đứa con nít 5 tuổi thì gây ra được tội tình gì cơ chứ. Vậy mà họ cứ tránh tôi như tránh tà. Tuổi thân, về nhà tôi khóc lóc với ngoại. Cả cái xóm này chỉ có mỗi ngoại là thương tôi thôi. Tôi cứ nghĩ khi lớn rồi sẽ khác, mọi người sẽ dần thay đổi những suy nghĩ về tôi hơn. Nhưng không, họ càng ngày càng tránh xa tôi, gọi tôi là con ma nữ. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi ngoại tôi rồi cũng qua đời. Trời ơi, con ma nữ tới kìa tụi bay. trừ ma diệt yêu, thiên linh linh, địa linh linh. Mấy đám tụi nó lôi tôi ra làm trò đùa, rồi cười phá lên trong sung sướng. Lăng mạ người khác đối với mấy đứa côn đồ trong trường học mà nói, như trở thành thú vui tao nhã. Mà tôi là một trong những nạn nhân của tụi nó. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ê nè, tụi bay tránh ra, để tao trừ tà coi. Nghe nói ma sợ tối lắm á. Đứa vừa nói là Nhã Uyên, con nhỏ hay gây khó dễ cho tôi. Chính tôi bây giờ cũng không biết nó định làm cái gì. Nhã Uyên vỗ tay ra lệnh cho bọn đàn em giữ chặt tôi lại, không cho kháng cự. Rồi nó bắt đầu quấn tỏi quanh người tôi. Những dây tỏi đã được sâu lại sẵn, nó cười nhếch mép, bóc từng tép tỏi nhét vào trong miệng tôi. Dù đã cố vùng vẫy, nhưng tôi vẫn không thoát nổi với những bàn tay lực lưỡng của bọn đàn em con Uyên. Tôi thấy sợ, miệng tôi bị nhét đầy tỏi, mặt bắt đầu đỏ bừng lên, nước mắt vàng giụa. Mùi tỏi nồng nặc và cay xém làm cho tôi khó thở. Tôi kháng cự yếu ớt, nhưng nó có vẻ chưa có ý định dừng lại. Tự hỏi xem, con người thì ai lại hành xử như nó? Chính nó mới là ác quỷ. Nè, bọn bay dừng lại coi. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi như được người ta kéo lên từ vực thẳm.
Quế Lan chạy đến, xô lũ côn đồ đang giữ chặt lấy tôi, tháo những dây tỏi khô quấn quanh người tôi. Nó đứng phía trước che chắn. Ở cái trường này, tôi có duy nhất nó là bạn. Những đứa còn lại không bắt nạt tôi thì cũng sợ tôi khắc chết. Tôi đã luôn rất lẻ loi. Nè Uyên, mày không thấy quá đáng hả? Nhã Uyên bình tĩnh khoanh tay trước ngực, biểu môi, giọng mỉa mai. Sơ, tao á, là tao đang trừ tà cho cái trường này thôi. Quá đáng là quá đáng sao? Nói rồi nó vẫy tay, ra hiệu cho tụi đàn em rút đi. Tôi thề, nhất định sẽ có một ngày tôi khiến cho nó lâm vào cái hoàn cảnh như tôi. Đồ ác quỷ. Trời ơi, nè, mày có sao không? Con Lan đỡ tôi đứng dậy. Tôi lắc đầu. Trong lòng tôi giờ đây chỉ toàn là những căm phẫn. Lan đỡ tôi ra ghế đá. Nó bực hộ tôi. Nè, mày đừng có mà hiền quá, để tụi nó cứ bắt nạt mãi. Đồ ngu à. Tôi không còn nghe thấy nó nói gì. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng tiếng của một ai đó đầy ma mị. Giết tụi nó đi. Giết tụi nó đi. Giọng nói đó cứ thôi miên tôi, khiến cho tôi như con muỗi sa vào mạng nhện, không biết được lần. Thêm vào đó là một tiếng cười man rợ, khiến cho người ta thấy dựng tóc gáy. Thật đáng sợ. Tao sẽ giết nó. Tao sẽ giết nó. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm khiến cho con Lan phát quản. Nó lay lay người tôi, khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ê nè, mày sao vậy? Tao không có gì. Tôi định nói với nó nhưng lại ngập ngừng. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái giọng nói man rợ đó. Đôi khi tôi thấy mấy người trong xóm nói có khi thật. Tôi chắc là bị ma ám hay cái gì đó rồi, nên có thể khắc chết người ta. Minh chứng cho chuyện này là cái giọng nói kỳ lạ luôn xuất hiện trong đầu khi tôi tức giận, và sự ra đi của ba mẹ và bà ngoại tôi. Chiều hôm đó, tôi đã đi một mình đến nhà của một bà đồng. Tôi nghe nói bà ta là một thầy bói giỏi, chuyên trừ tà ma, giải hạn và còn biết yểm bùa. Tôi đã rất đắn đo khi đến đây, mà tôi cũng không biết mục đích của mình đến đây là gì. Có lẽ là để yểm con Uyên. Tôi muốn nó phải trả giá cho những gì nó đã làm. Đồ ác quỷ. Nhưng tôi lại thấy có chút lo lắng. Nghe nói dục bùa ngải với người khác, trước sau gì cũng bị quả báo thôi. Trong lúc đắn đo, tôi lại nghe thấy cái giọng nói đó. Vào đi, vào đi. Tôi như người bị mất hồn, cứ thế mà xông thẳng vào. Lúc ấy lại ý thức được biết mình đang đứng ở đâu. Nữ đến đây có chuyện gì? Không gian xung quanh căn nhà được bao trùm bởi một màu đỏ. Trên tượng có dán những lá bùa màu vàng. Ở giữa có một cái bàn thờ. Tôi không nhìn thấy di ảnh, chỉ thấy đặt một bức tượng đồng hình dáng con nít. Tôi hơi ngơ ngác. Bà đồng nhìn tôi chậm chậm khiến cho tôi hơi sợ. Tôi ấp úng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà ta cứ nhìn khiến cho tôi cảm thấy run sợ vô cùng. Đôi mắt bà ta khiến người đối diện phải phát quản vì cái sự lạnh lẽo trong đáy mắt. Nữ qua đây. Tôi nghe theo lời bà ta. Bà ta nắm bàn tay tôi xem chỉ tay. Tôi nhận thấy trong mắt bà ta có chứa một chút hoảng hốt. Nữ đến đây làm gì? Tôi muốn yểm bùa. Nữ muốn yểm bùa? Muốn yểm ai? Bà ta ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi, một học sinh cấp 3 ai lại đi yểm bùa người khác bao giờ? Những kẻ bắt nạt tôi. Bà ta cười. Cũng không chắc nụ cười đó có mang ý nghĩa gì tốt đẹp hay không. Hậu quả sẽ rất là lớn.
có thể nữ sẽ mất mạng. Nữ vẫn muốn thử sao? Tôi gật đầu. Mạng tôi thì có đáng cái gì đâu. Sống như vậy trên đời có khác nào là địa ngục. Bà Đồng vuốt ve tay của tôi, giọng trìu mến. Nhưng mà nữ yên tâm, linh hồn của nữ có quý nhân phụ trợ, không ai làm hại nữ được đâu. Cùng lắm... Bà ta cười lên man rợ. Tôi nhíu mày, cũng không biết có nên tin bà ta hay không. Bà Đồng nào hình như cũng nói y như bà ta thì phải. Xem phim nhiều tôi biết chứ, quái gở. Cùng lắm thì người thân của nữ chịu thai. Tôi bật cười. Người thân của tôi bây giờ còn ai nữa? Chết hết rồi. Theo như lời mấy bà trong xóm thì là bị tôi khắc chết. Tôi còn sợ cái gì chứ? Bà ta đưa cho tôi một con búp bê hình nhân bằng vải và một cây kim. Kêu tôi về nhà rạch bụng con búp bê ra, lấy tóc của kẻ tôi muốn yểm nhét vào trong đó, sau đó khâu lại, đâm kim vào đầu con búp bê. Thuật yểm sẽ bắt đầu. Tôi thấy rợn tóc gái, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi nữ đốt con búp bê này thành tro. Đừng lo, rồi từ đây sẽ không còn đứa nào dám bắt nạt nữ nữa đâu. Tôi nhận thấy sự ma mị trong lời nói của bà ta. Có lẽ tôi nên sớm rời khỏi đây thì hơn. Nhiệt độ bên ngoài so với lúc còn ở trong nhà bà Đồng quá mức chênh lệch. Có lẽ do bên ngoài dương khí mạnh hơn. Trở về nhà, tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Thực sự có nên làm như vậy hay không? Không, tôi sẽ không yểm chúng nếu chúng không làm gì quá đáng với tôi nữa. Tôi biết rõ hậu quả của việc này rất lớn. Tôi nghĩ bà Đồng này cũng không phải là dạng nghiệp dư. Nhớ hồi chiều bà ta nói linh hồn của tôi có quý nhân phụ trợ, tôi chợt nghĩ lại những lời ngoại đã từng kể lúc trước. Gia đình tôi từng hành nghề thầy đồng, sau này đến đời ngoại thì không còn làm nghề đó nữa. Có khi nào người nào đó đi theo tôi thật? Linh, Linh ơi, tôi mang cho Linh con cá lóc nè, lá kho lên ăn nha. Thằng Tèo xách theo con cá, gọi là Tèo thôi chứ tên thật của nó là Dũng. Không hiểu sao nó dễ thương bao nhiêu mà mẹ nó lại thấy ghét bấy nhiêu. Thấy tôi mà đến gần nó là thể nào má nó cũng kiếm chuyện chửi ôm sòm cho coi. Ủa, Linh, Linh cầm con gì đó, búp bê hả? À, đâu, đâu có gì đâu. Tôi nhét dội con búp bê xuống gối để nó thấy lại rắc rối ra. Lớn rồi mà còn chơi búp bê, ngộ ha. Nó cười, và tôi cũng cười. Rồi từ xa, tôi lại nghe giọng của bà ba quát lên. Trời ơi, tao nói mày nhiều lần rồi hả Tèo? Đừng có lại gần nó, nó khắc chết cả họ nhà mày bây giờ đó. Nói chớ có sai mà. Thế nào bà ba má thằng Tèo mà biết tôi với thằng Tèo ở gần nhau là cũng sẽ đi qua chửi. Tôi thì tôi không ưa bà ta lắm, nhưng nể bà ta là mẹ của thằng Tèo, cho nên tôi không nói gì. Riêng thằng Tèo thì tôi thấy nó bắt đầu rối rối rồi. Kìa mẹ. Mẹ cái gì? Đi về. Thằng Tèo toan đi về, nhưng mà hình như nó nhớ ra cái gì đó. Nó dúi con cá vô tay tôi. Thật không may cho nó, bà ba thấy được. Bà ta lại giật phắt con cá, rồi mới chịu đi về. Giật thì giật, tôi đâu có thèm. Dạo gần đây tự nhiên tôi không thấy con Uyên đến tìm tôi gây rắc rối nữa. Tôi nghĩ chắc nó cũng đã chán rồi, và cũng đã hết trò để chọc tôi rồi. Vậy nên con búp bê giải này không cần thiết dùng đến nữa. Đã đến lúc tôi quăng nó vào sọt rác. Hi, ma nữ cho búp bê nữa hả? Vậy mày có thích cho bán đồ hàng không? Tôi cảm nhận được một dòng nước đang hắt vào mặt mình. Đó là Coca. Bộ áo dài của tôi ướt nhẹp. Thế là bọn chúng lại được một trận cười phá lên. Nhã Uyên lụm con búp bê từ trong sọt rác, dứt xuống chân tôi, rồi giẫm đạp lên nó.
Mẹ nó, này thì búp bê nè, đánh nó cho tao. Nó ra lệnh, rồi bọn đàn em của con Uyên xông vào tấn công tôi. Lần nào gặp cũng phải gây chuyện với tôi nó mới hả dạ được hay sao đó. Cái đồ độc ác. Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi lại xuất hiện cái âm thanh ấy. Một giọng nói có tính thôi miên cất lên. Đáp trả lại nó, giết nó đi. Trong vô thức, tôi như người bị điều khiển, dùng dãy thoát khỏi bọn đàn em. Tôi xông đến chỗ con nhà Uyên, bóp cổ nó. Phải, tôi đã bóp cổ nó. Tôi đã làm cái chuyện mà chính tôi cũng không ngờ tới. Mặt nó đỏ bừng, nó càng đánh vào tay tôi càng siết chặt hơn. Bọn đàn em của nó cũng đứng đợ ra, cho đến khi Quế Lan chạy đến ngăn tôi lại, tôi mới hoàn hồn. Nhã Uyên mặt xanh lét, sợ hãi bỏ đi, còn không quên để lại lời cảnh báo. Mày nhớ đó. Đầu tôi đau quá, mọi thứ cứ u u mê mê. Rồi tôi nhìn con búp bê dưới đất, máu chảy ở hai hốc mắt của nó, thật kinh khủng. Tôi đơ người há hốc mồm, tay run run chỉ vào con búp bê dưới đất. Hả? Của mày hả? Quế Lan nhặt nó lên, dường như nó đang mỉm cười. Nụ cười khiến cho người ta phải khiếp sợ. Con Lan đang phủi phủi con búp bê bám bẩn, do hồi nãy bị con nhà Uyên dẫm đạp. Dạ, ngay lập tức, đôi mắt con búp bê đảo nhìn về phía con Lan. Hoảng sợ, tôi hất văng con búp bê xuống đất, rồi ném nó đi thật xa. Tôi nắm tay kéo con Lan rời khỏi. Nó có vẻ không hiểu gì, cứ liên hồi hỏi tôi. À, sao vậy? Chuyện gì vậy? Nè, mày làm sao vậy? Quế Lan đứng sững lại, xua tay tôi khỏi tay nó. Tôi thở hổn hển. May quá, chúng tôi chạy xa chỗ hồi nãy rồi. Nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy không thể không khiến cho người ta sợ hãi. Nè, mày không thấy á, con búp bê đó nhìn mày cười hả? Má nó còn rỉ máu ra đó. Con Lan cười phá lên, sợ tráng tôi. Nó không tin vào những gì tôi nói thì phải. Mày bị sốt hả? Nó là con búp bê bình thường thôi mà. Hơn nữa, nó là búp bê của mày còn gì. Sao sợ nó dữ vậy? Nó không tin tôi thật rồi. Tôi định giải thích cho nó hiểu, nhưng mà chưa kịp mở lời thì đã nghe tiếng xôn xao ở ngoài trường. Hai ba đứa con gái chạy ngang qua chúng tôi, đang bàn tán với nhau. Ý, lẹ lên, đi coi con Uyên á, nó tự bóp cổ ngoài sân trường kìa. Tôi nghe Phong Phanh nhắc tên đến con Uyên, nhìn qua con Lan, con Lan lại nhìn qua tôi. Cuối cùng thì do hiếu kỳ, chúng tôi cũng chạy theo ra sân trường. Sân trường bị một đám đông vây kín, tôi cố lách mãi mới thấy được con Uyên. Trời ơi, nó đang tự bóp cổ nó thật. Mặt nó tái xanh, mắt trợn ngược, mồm thì há hốc ra. Gân tay gân cổ gì đó nổi hết cả lên. Người nó cong quéo lại quằn quại. Hình như nó định nói cái gì đó nhưng không thành tiếng. Ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Con Lan đứng cạnh tôi hoảng sợ, lấy tay bịt miệng lại để cố không hét lên thành tiếng. Bình thường tôi thấy nó gan lắm, mà sao hôm nay? Mà cũng phải thôi. Ai thấy cái cảnh này mà không phải hãi hùng, tôi còn sợ nữa là. Một lát sau, thầy giám thị và bảo vệ cũng chạy tới. Họ cũng quản đến xanh mặt. Nè, các em giải tán cho tôi. Thầy giám thị quát, rồi nhanh chóng đỡ con Nguyên dậy, cố gắng gỡ tay nó ra, nhưng mà không được. Tay nó cứ cứng đờ, mắt trợn ngược đăm đăm nhìn tôi. Bác bảo vệ thấy vậy cũng đến giúp một tay, bế nó xuống phòng y tế. Nè, các em tránh ra, mau về lớp cho tôi. Không đi thì ở lại viết kiểm điểm đi. Thầy quát một lần không được, phải quát đến hai ba lần thì đám đông mới chịu rời đi. Vài đứa hiếu kỳ thì vẫn ở lại để mà ngóng chuyện. Ví dụ điển hình là tôi chẳng hạn. À mà không, không phải là tôi hóng chuyện, mà chỉ đang thấy lo lo. Nhìn con Quyên tôi thấy phát khiếp, không hiểu nó bị cái gì nữa. Nè,
hai em kia còn đứng đó làm cái gì? Thầy tia mắt về chúng tôi. Con Lan vội kéo tay tôi chạy về lớp. Chính tôi cũng chưa hoàn hồn được. Nè, mày có thấy con Nguyên nó lạ không? Con Lan hỏi tôi. Hình như nó vẫn còn sợ, cho nên giọng hơi run run. Có. Tôi cũng cùng suy nghĩ với con Lan. Nhã Uyên chẳng khác nào bị ma nhập, rồi tự bóp cổ mình. Nhưng mà ma nào mà nhập được nó chắc cũng phải là quỷ cao cấp rồi, chứ không phải hạng thường đâu. Vì chứ riêng con Uyên đã là quỷ, cứ nhìn mấy trò độc địa nó làm ra là biết rồi. Hôm nay nó bị như vậy cũng đáng đời lắm, cho chừa cái tội ăn ở thất đức. Vào học đâu gần được 30 phút, tôi thấy thầy giám thị dắt con Nhã Uyên về lớp nó. Từ chỗ phòng y tế lên lớp nó phải đi ngang qua lớp tôi. Chẳng hiểu sao, vừa mới đến cửa lớp tôi, con Uyên lại hét toáng lên. À, rắn, rắn! Nó nhảy lên đành đạch. Tôi thấy 1, 2, 3, 4, không thể đếm nổi nữa. Rất nhiều rắn dưới chân nó. Có con còn quấn lấy chân nó mà lườn lên đến cổ. Mắt nó mở to hết cỡ, mặt tái xanh như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi nhìn thấy mà cũng thương, toan chạy ra cứu nó một phen, xem như làm phúc làm đức. Nhưng mà bị con Lan kéo tay lại. Nó lắc đầu. Đừng. Con rắn bò đến cổ Nhã Uyên, khè khè lưỡi. Tẹo nữa thôi thì nó có thể cắn chết con Uyên bất cứ lúc nào. Con Uyên tay chân cứng đờ, họng không nói được. Nó chỉ biết đứng khóc. Thầy giám thị kế bên vỗ vỗ vô lưng nó, cứ bảo là không sao. Rồi con rắn kia cũng từ cổ con Uyên leo sang tay thầy giám thị. Nhưng mà hình như thầy không hề cảm thấy có điều gì đó thì phải. Lớp tôi được một phen nhốn nháo. Cô ngữ văn cầm thước gõ xuống bàn, kêu cả lớp trật tự, rồi cũng chạy ra xem tình hình. Tôi quay sang con Lan. Ê nè, mày không thấy con rắn quấn quanh người con Uyên hả? Hả? Rắn nào? Ôi, nó diễn vậy thôi hả? Lạ thật, không lẽ chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy? Giờ thì tôi không còn thấy hả hê nữa. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Tôi nghĩ mình phải giúp con Uyên. Vừa mới kịp đứng dậy, chưa kịp chạy ra là bà cô dạy văn đã quát tôi. Ngồi yên đó, tính đi đâu? Dạ, em... Tôi không biết phải nói gì khi mà chỉ có mỗi mình tôi và con Uyên thấy mấy con rắn đó. Cả lớp quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ đành cúi mặt ngồi xuống nhìn ra ngoài. Rất nhiều những con rắn quấn lấy nó. Lũ rắn quấn rất chặt. Dù con Uyên cố dậy đành đạch tới như thế nào thì chúng cũng không rơi. Tôi thấy nó bắt đầu khó thở, mắt nó lại trợn ngược, gân tay gân chân nổi lên hết, rồi tự bóp cổ mình. Mấy đứa con gái thấy vậy thì hét toáng lên. Cứ cái tình hình này thì không được rồi, tôi phải chạy ra giúp nó. Mặc dù rất sợ rắn, nhưng đây là cứu mạng người nên không còn cách nào khác. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy ra xua từng con rắn trên người nó. Lũ rắn hình như không thuận mắt tôi lắm. Mắt chúng đỏ đục, chuyển hướng tấn công sang tôi. Lưỡi chúng cứ khè khè. Tôi sợ đến nỗi ngã khuỵ xuống, dịch người lùi dần về phía sau. Khổ nỗi là cánh cửa ở ngay phía sau lưng, hết dịch đi đâu được rồi. Hai thầy cô nhìn tôi lạ lẫm. Rồi cô ngữ văn lên tiếng hỏi. Nè, em bị sao vậy? Có vào lớp ngay hay không? Tôi sợ xanh mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy hết cả ra ngoài. Tôi thấy con Uyên ngất xỉu. Rồi thầy giám thị lại phải đưa nó xuống phòng y tế. Còn mỗi cô ở lại. Cô đứng đó, chống tay hai bên hông nhìn tôi quát. Nè, đi vô lớp nhanh. Cô thì cứ quát, mà đàn trắng thì vẫn cứ bò. Mắt chúng nó chứa đầy sát khí, kiểu như hôm nay tao phải cắn chết mày. Rồi một con bò đến chân tôi, nó khè khè cái lưỡi. Nó bắt đầu quấn lấy chân tôi, leo từ từ lên cổ. Tôi xong, hôm nay chết thật rồi. Bỗng dưng, cái giọng nói ma mị đó lại vang lên bên tai tôi.
Đừng sợ, cứ nắm lấy đầu nó rồi bóp nát ra. Giết được nó, mấy con kia không dám bò tới nữa đâu. Và tôi nghe theo, bóp nát đầu con rắn rồi quăng nó xuống đất. Máu nó dính lem cả tay tôi, mùi tanh rình. Và đúng thật, con rắn này bị tôi bóp nát đầu, mấy con rắn kia cũng không dám bò tới nữa mà rút dần đi. Mắt chúng nó từ màu đỏ chuyển về màu mắt rắn thông thường. À, may mắn thật. Cơ mà tôi vẫn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị bà cô ngữ văn kia xách cổ lôi vào lớp. Cuối cùng, tiết đó tôi bị đứng úp mặt trên bảng vì lý do chạy ra ngoài hóng hớt. À, đúng là một ngày mệt mỏi. Về đến nhà, tôi lăn ra ngủ luôn, không cơm nước gì cả. Lúc đó cũng đã là 5 giờ chiều. Đang ngủ say, tôi lại thấy con Nhã Uyên đứng trước ngõ, nhìn tôi cầu cứu. Tay nó giơ ra, chới giới lại tự bóp cổ mình. Mồm nó há hốc ra, máu từ từ chảy xuống cái áo trắng. Mắt lồi to ra ngoài, lòng đen teo nhỏ lại như một con kiến, để lại mỗi tròng trắng bao phủ hết cả con ngươi. Và đột nhiên, nó ngã quỵ xuống đất, người bắt đầu lên cơn co giật. Tay phải nó cố gắng vươn ra cầu cứu tôi, tay trái thì vẫn đang giữ chặt lấy cổ mình. Cô. Giọng nó yếu ớt và nhỏ lý nhí, phải thật lắng tai nghe mới có thể nghe thấy được. Tôi đứng sững người run bần bật. Và cuối cùng, nó không tự bóp cổ mình nữa. Con Uyên chết rồi. Rồi mũi từ đâu bay đến đậu kín khắp người nó. Tôi hoảng sợ hét toáng lên. Không. Tôi bật người ngồi dậy. Quá ra chỉ là mơ. Lau mồ hôi trên trán, tôi nhìn lên di ảnh của bà ngoại. Tôi đứng dậy thắp cho ngoại nén nhang, rồi khấn lại, mong rằng mọi chuyện bình an. Định đi ngủ tiếp thì tôi lại nghe cái tiếng chim lợn kêu lên en ét ngoài cửa. Hồi còn sống, ngoại dặn tôi rằng khi nghe chim lợn kêu ngoài cửa thì hãy rải muối ra ngoài sân. Thế là tôi cầm theo bát muối, tung bừa, tung đại ra sân, miệng lẩm bẩm: nhà tao có mắm có muối, không có cơm gạo, tụi bay ăn xong thì bay đi. Xong rồi tôi bước vô nhà, lòng nặng trĩu. Sau chuỗi lại sự việc vừa mới thấy, mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên. Có khi nào tại con búp bê gây ra hay không? Chết thật, tôi mặc vội cái áo, lấy cái bật lửa và con dao cùn để trên bàn thờ, rồi mon men qua nhà của thằng Tèo. Mới 9 giờ đêm chắc nhà nó chưa ngủ đâu. Tôi cũng muốn đàng hoàng đi thẳng vô ngõ nhà nó lắm, nhưng mẹ nó mà biết lại ôm sòm lên, cho nên tôi phải thật rón rén, chẳng dám gọi to. Tèo, Tèo ơi, Tèo. Tôi gọi nhỏ, may mà nó đang ngồi ngoài sân cho nên nghe thấy. Mà kể cũng hay, tai cái thằng này thính ngang tai chó. Nó lén lút chạy ra. Gọi tôi chi vậy Linh? Đi với tao. Tôi kéo tay nó đi nhanh. Nó không biết đầu đuôi gì cả, cứ thắc mắc. Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Đi lên trường của tao. Hả? Lên trường chi? Lên quân đồ hả? Tôi cũng ậm ừ cho xong. Tôi biết tính nó nhát gan cho nên không nói. Lỡ mà nó biết, chắc nó bỏ lại tôi mà chạy về mất. Thật ra là tôi cũng không mong điều gì ở nó đâu. Nhưng mà hai người vẫn đỡ sợ hơn. Buổi tối trường vắng lắm, lại còn khóa cửa, chúng tôi phải trèo tường mới vào được. Tôi lục muốn tung cái bãi hoa xuyến chi, vẫn không tìm thấy con búp bê đâu. Thằng Tèo đứng cạnh thì cứ ngáp vắng ngáp dài. Cái thằng đúng là chưa tối đã buồn ngủ, giờ còn lắm là 10 giờ đêm chứ gì. Lên tiệm gì á? Tiệm có búp bê.
cái con này phải không? Nó vừa ngáp vừa chỉ tay sang bên phải. Tôi nhìn theo tay nó, làm tôi tìm mệt muốn chết. Trời ơi, mày thấy sao không nói tao? Có hỏi đâu, có biết kiếm gì đâu mà nói. Tôi lượm nó một cái, rồi lượm dội con búp bê lên, châm bật lửa cháy. Mắt nó bắt đầu sỉ máu ra. Giang đâu đó có tiếng khóc thảm thiết của trẻ con. Sợ quá, tôi quăng con búp bê xuống đất. Nó vẫn đang cháy phừng phực. Đố con vô ích thôi à, nó thành quỷ rồi. Thằng Tèo lên tiếng, giọng nó rất bình tĩnh. Tôi thấy không tin vào tai mình luôn. Không hiểu sao nó có thể thốt ra cái lời đó một cách nhẹ nhàng tới như vậy. Tôi thì đang thấy sợ muốn chết đây. Hả? Sao mày biết? Quan hồn á, không có siêu thoát, nhập vô con búp bê, lâu dần á sẽ thành quỷ đó. Con búp bê cháy gần hết thì tôi thấy có một linh hồn đứa con nít bay lên trên không trung. Nó không ngừng khóc. Tiếng khóc của nó làm cho người ta dựng tóc gáy. Sợ quá, tôi núp sau lưng thằng Tèo. Chứ làm gì để cho nó siêu thoát vậy? Hát cho nó nghe. Tôi nghĩ cái thằng Tèo này không phải dạng thường đâu. Tự dưng thấy nó rất chi là giống anh Hùng. Giây phút này tôi đặt 100% sự tin tưởng của mình nơi nó. Tôi tin rằng nó sẽ có cách. Nè, vậy mày hát đi. Cái thằng quỷ chẳng hiểu nó nghĩ gì, mà trong giây phút này nó lại cất lên cái bài hát Bay của Thu Minh. Trời ơi, tôi đấm vào lưng nó, thật tức muốn chết. Giờ phút nào mà còn đùa được. Hẳn là con quỷ nhi kia cũng nghĩ giống tôi. Mặt nó tức giận hầm hầm, xông thẳng về chúng tôi. Tôi quá hãi hùng. Thằng Tèo thì đứng chắn phía trước cũng run run. Nè, mày hát dở làm nó giận rồi đó. Tôi lý nhí trong mồm, suýt chút nữa là muốn khóc luôn. Mắt hé hé nhìn ra phía con quỷ nhi. Mắt nó đỏ ngầu như bóng đèn màu. Máu chảy ra từ trong hốc mắt. Miệng vẫn khóc theo cái kiểu đặc trưng của bọn con nít mới đẻ. Có điều con quỷ này khóc thấy ghê rợn lắm. Nó đang tiến lại gần. Nó cách chúng tôi chỉ chừng 10 bước, 9 bước, 8 bước. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Trời ơi, chỉ còn 3 bước chân nữa thôi. Trời ơi, nè, làm sao bây giờ? Tôi núp sau lưng thằng Tèo, giọng như sắp khóc. Nó đứng phía trước chắn cho tôi, rồi nó kéo tay tôi. Chạy chứ sao? Tôi cố chạy thật nhanh, nhưng chân lại có cảm giác nặng trĩu. Càng cố chạy nhanh, càng thấy chậm. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười của con nít cứ vang lên bên tai. Thằng Tèo thì đang kéo tay tôi chạy. Bỗng dưng, nó đứng khựng lại. Sao nữa? Chạy hết được rồi. Nó nhỏ mà nhanh quá. Con quỷ nhi cười phá lên. Hình như nó còn chưa biết nói, hoặc khi sinh ra bị câm hay cái gì đó, cho nên nãy giờ chỉ khóc chứ cười thôi. Trời thì tối mù, trăng bị mây che mờ nhạt. Tiếng dế tiếng ếch kêu đã thấy sợ rồi, giờ còn thêm tiếng quỷ. Rồi nó trợn mắt nhìn chúng tôi. Mắt nó phát ra thứ ánh sáng đỏ ngầu. Nó đang bay lơ lửng và tiến lại gần. Mặt nó hung lắm, cứ như thể bị ai đó ăn cắp đồ vậy. Thôi xong, tôi nghĩ phen này chết thật rồi. May sao lúc đó thằng Tèo chớ được một bụi cây cộng sản. Con quỷ nhi đến gần thì thằng Tèo quất mạnh vào nó, làm cho nó khóc thét lên. Tiếng khóc nghe chói tai vô cùng. Nó lăn qua lăn lại dưới đất như ăn dạ. Nhưng thằng Tèo không vì thế mà dừng lại. Nó quất mạnh hơn, quất muốn nát cây cộng sản trên tay. Lúc đó tôi nghĩ là có thể thoát rồi. Nhưng không, con quỷ nhi bắt đầu đứng dậy. Tay nó nắm thành nắm đấm. Mắt vẫn đỏ ngầu tức giận, hùng hổ tiến về phía chúng tôi. Và bây giờ nó không còn sợ cái roi của thằng Tèo nữa. Dù có bị quất bao nhiêu roi cũng vô dụng với nó. Rồi tôi thấy có cái gì đó mềm mềm, trơn trơn quấn lấy chân tôi. Trời ơi, là rắn. Tôi hoảng sợ nhảy cẩn lên.
Thằng Tèo quay sang nhìn tôi. Giờ tôi thấy mặt nó rối lắm, xem ra nó cũng hết cách rồi. Chợt tôi lại nhớ ra cái giọng nói ma quái đó. Đàn rắn này hẳn là đàn rắn hồi chiều định cắn con Uyên. Tôi nhặt một hòn đá lên, trội dở đầu con rắn đang quấn dưới chân mình. Hồi chiều là do bí quá mới cầm tay bóp, chứ bây giờ thì chịu thôi. Giờ có cái mạng tôi cũng không dám bóp. Nhưng mà hình như không hề có tác dụng. Có khi nào phải giết được con rắn đầu đàn hay không? Nhiều quá, biết con nào là con đầu đàn bây giờ. Tôi nhìn qua thằng Tèo, nó đang bận đối phó với con quỷ Nhi. Thấy chúng tôi bất lực, con quỷ lại cười phá lên thích thú. Nó cười mà rợn cả da gà. Đột nhiên có tiếng chó sủa. Nhìn ra lại thấy đèn pin, hẳn là bác bảo vệ đi trực. Con rú lên như chó sói vậy. Nó xông thẳng lại chỗ chúng tôi, làm tôi hết sức sợ hãi. Đã gặp quỷ, gặp trắng, bây giờ lại còn gặp chó. Con quỷ Nhi quay đầu lại hung hãn, nhe răng nanh nhìn con chó. Cuộc ẩu đả bắt đầu diễn ra. Con chó đen cắn một phát vào chân con quỷ Nhi, làm nó tức điên lên, lấy chân đạp lăn con chó. Bị đá văng ra đất, con chó rên lên ư ử. Giải quyết xong con chó, nó quay sang nhìn chúng tôi, răng nó nhe ra như muốn cắn chết người. Nó đang tiến đến ngày một gần. Sợ quá, tôi nắm chặt lấy tay áo của thằng Tèo hét toáng lên. Nè, tụi bay đang làm cái gì đó? Bác bảo vệ soi đèn pin vào mặt chúng tôi. Con quỷ Nhi nhìn thấy bác liền chạy mất. Đàn rắn cũng biến mất. Bác tiến lại gần xách tay thằng Tèo. Tối đó cả hai chúng tôi bị lôi lên phòng bảo vệ. Giải thích mãi, nói đủ lý do các kiểu, bác mới chịu tha cho về ngủ và không truy cứu nữa. Ra khỏi trường tôi vẫn còn cảm thấy rất sợ. Cảm giác như có người vẫn đang bám theo sau mình. Tôi đi sát vào người thằng Tèo, vừa đi vừa ngó xung quanh đề phòng. Ê nè, hôm nay á mày bạo quá nha Tèo. Nó gãi đầu cười cười. Nhưng mà thật ra trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc nhiều điều về nó lắm. Và cả tại sao con quỷ Nhi nó lại bỏ chạy khi nhìn thấy bác bảo vệ. Ê Tèo, sao nãy con quỷ nhỏ đó đó, thấy ông bảo vệ nó lại chạy vậy? Hồi nhỏ Linh có sợ bị ngoại đánh không? Ý có chứ, mà liên quan gì? Thì dù gì nó cũng là con nít mà, cho nên chắc là nó sợ bác bảo vệ đánh nó đó. Tôi thì hơi hơi hiểu rồi, nhưng mà vẫn còn cảm thấy lạ. Sao lúc nãy nó không sợ chúng tôi? Hay là nó nghĩ chúng tôi ngang hàng với nó? Nè, Linh kể tôi nghe đi. Linh liên quan gì tới con quỷ đó? Tôi thì liên quan gì đến cái thứ ma quỷ đó. Tôi có quen biết gì nó đâu. Rồi tôi kể lại câu chuyện cho thằng Tèo nghe. Nó nghe xong mà không nói gì, ra vẻ bí bí hiểm hiểm lắm. Kể xong xuôi cũng vừa về đến gần nhà nó. Nó kêu tôi về khóa cửa cẩn thận lại, ai gọi cũng đừng có thưa. Xem ra thằng Tèo này cũng biết rất nhiều thứ. Tôi toan chạy thẳng về nhà, nhưng mà tôi lại thấy cái thứ đó. Ma giọng tôi run run. Trong bụi rậm tôi thấy một đôi mắt xanh đang nhìn tôi. Thằng Tèo nghe tiếng của tôi thì vội chạy ra xem. Nó hét lên: "À, mèo!" Tôi nhìn nó thì từ trong bụi rậm một con mèo nhảy ra và nhanh chóng chạy đi. Tim tôi như muốn rụng ra ngoài. Tôi đấm thằng Tèo một phát vô bụng. Nó cười: "Làm hết hồn, mèo á mà mày la làm chi vậy?" Tôi thấy Linh la cho nên tôi la theo. Mày rảnh quá ha, tao về nha. Tôi quay lưng đi, nó vẫn đứng đó nhìn theo. Nhà tôi cách nhà nó hai con ngõ là đến, nhưng mà tôi thấy như 20 cây số. Đi được 2-3 bước, tôi lại cứ quay đầu lại. Nè, hay là tối nay á mày qua ngủ với tao đi. Bây giờ thì tôi biết sợ là cái gì rồi. Hai mình còn hơn một mình. Có gì đứa này chết còn có đứa kia gọi làng sớm qua chôn phụ. Nhưng mà tôi thấy thằng Tèo có vẻ không nghĩ như vậy.
nó nghĩ khác tôi thì phải. Tụi mình chưa cưới á, ngủ chung có sao không? Biết ngay mà, cái thằng này chỉ được cái nghĩ bậy là nhanh. Tôi lườm nó. Mày ngủ ngoài hè, tao ngủ trong nhà. Ủa, vậy hả? Rồi thằng Tèo đi theo tôi về nhà. Tôi đưa cho nó cái gối chứ cái mền, kêu nó ngủ ngoài giỏng đi, còn tôi thì vào bên trong. Tôi thắp hương khấn vái ngoại rồi mới ngã lưng xuống. Con dao cụm tôi đặt dưới gối để tránh bóng đè. Sáng ra ngủ dậy đã không còn thấy thằng Tèo đâu. Chắc nó về sớm sợ mẹ nó la. Nói thật chứ bà ba mà biết cả đêm nó không về, đảm bảo sẽ cầm chổi lùa nó chạy khắp sớm cho mà coi. Thật sự tôi phán cái gì thì chớ có mà sai. Lúc ngang qua nhà nó, tôi thấy bà ba đang quát lên inh ỏi. Đúng là mới sáng sớm, thiện tai thiện tai. Tôi chắp tay khấn Phật rồi nhanh chóng bỏ đi. Thằng Tèo nó thấy tôi gãi đầu cười. Tôi cười lại với nó. Bà ba quát: Còn ranh kia, mới sáng sớm á, đứng ngoài ngõ định ám nhà tao hả? Tôi biểu môi nhìn bà ta rồi bỏ đi luôn, không thèm ngoảnh đầu lại. Vừa mới đến trường, tôi lại thấy trường vây kín lại như kiến. Lại có chuyện gì nữa không biết. Tôi kéo tay một con nhỏ đang chạy hớt hải để hóng chuyện, hỏi nó có chuyện gì thì nó đáp: Trời ơi, con Uyên á, nó chết trong nhà vệ sinh rồi. Tôi giật mình. Con Uyên chết rồi? Mới hôm qua nó còn đổ nước lên người tôi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Tôi chạy vội theo nhỏ kia, bỏ rơi cả cặp sách. Đám đông vây kín, tôi lách mãi mới vào được bên trong. Vài ba đứa con gái sợ đến nỗi tét lên, che mặt che mũi lại. Giờ thì tôi thấy rồi, thấy xác con Uyên. Nó nằm một góc ở đó, thi thể không được nguyên vẹn. Một phần bị ruồi bâu, một phần bị thối rữa. Nó chết không nhắm mắt, mắt còn trợn ngược lên, mồm há hốc ra. Rồi tôi thấy mấy chú công an còng tay một nữ sinh đi qua đám đông. Trời ơi, là con Lan. Nó nhìn tôi lắc đầu lia lịa, nó khóc ra nước mắt. Không phải tôi, không phải tôi. Tôi cũng tin là không phải nó. Con Lan nó chẳng phải là cái loại quái thú đến nỗi có thể giết chết người. Hồi hôm qua lúc kể xong mọi chuyện cho thằng Tèo, tôi với nó có hẹn nhau chiều nay qua gặp bà Đồng hỏi cho ra lẽ. Nhưng bây giờ chắc không cần phải chờ đến chiều đâu. Tôi chạy vội về nhà, kéo thằng Tèo đi với tôi. Nó không biết ớt ơ gì nhưng cũng lẻo đẻo đi theo. May là bà ba lúc đó đi chợ rồi, không thì lại phiền nữa. Đến nhà bà Đồng, tôi định kéo nó vào luôn, nhưng nó lắc đầu. Tôi lại phải vào một mình, dẫn cái không gian ấy, lấy tông đỏ làm chủ đạo. Xung quanh gian phòng có dán bùa chú. Lần thứ hai quay lại, tôi vẫn thấy sợ. Bà Đồng thấy tôi, mỉm cười rạng rỡ. Đỡ đến rồi hả? Đỡ qua đây. Giờ này mà bà ta còn cười được. Tôi ra vẻ giận dữ. Nè, nè, con Uyên chết rồi. Bà ta cười phá lên như được mùa, rồi nhanh chóng trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Bà ta ghé sát mặt tôi, giọng nhấn nhá. Thì sao? Bà ta làm tôi hơi sợ. Tôi có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng bởi người phụ nữ này. Giọng tôi run run. Là bà làm phải không? Không, ta không làm. Là nó tự chuốc lấy. Là do nó sao? Nó đã làm gì? Chẳng phải nó là người dẫm đạp lên con búp bê, làm cho con quỷ nhi tức giận à? Tôi giật mình. Phải rồi, hôm đó con Uyên nó đạp nát con búp bê. Mắt con búp bê lúc đó còn rỉ máu nữa. Bây giờ thì tôi đã hoảng sợ thực sự rồi. Vậy còn con Lan, nó có làm cái gì đâu mà sao bị công an bắt?
Bà ta ngoảnh mặt đi hướng khác, giọng lạnh tanh. À, có dài có trả, luật nhân quả. Cái gì mà có dài có trả? Con Lan thì làm gì con búp bê kia chứ? Nhưng mà bà ta nói thế chắc hẳn là có lý do. Tôi có hỏi nhưng bà Động không nói. Tôi bây giờ rối lắm, không biết phải nên làm sao. Yếu lòng, tôi đã quỳ xuống cầu xin bà ta. Xin bà, hãy cứu con Lan đi. Bà đỡ tôi dậy, mặt không thay đổi. Ta là bà Đồng, không phải là Quan Âm. Mời nữ về cho. Bất lực, tôi đành phải đi ra. Thằng Tèo nhìn tôi, thấy tôi lắc đầu nó cũng không hỏi. Con Lan bây giờ phải làm sao đây? Nó không nhận tội, công an cũng không có bằng chứng xác thực, cho nên đành thả nó ra. Bị giam suốt 2 ngày, nhìn nó hốc hác hẳn. Tôi với mẹ con Lan đứng ngoài đợi nó ra, mà lòng thấy xót xa không tả nổi. Nó nhìn tôi khóc lóc lắc đầu. Không phải tao, không phải tao mà. Tôi ôm nó dỗ dỗ vào lưng. Tôi tin là nó không làm. Nó là bạn tôi phải tin nó chứ. Bỗng nhiên, tôi thấy bờ vai mình ương ướt. Tôi đẩy nhẹ nó ra. Là máu, là máu. Ê, mày làm sao vậy? Trời ơi, sao vậy con? Mẹ nó sốt ruột rơi nước mắt. Tôi hoảng loạn vội lau đi giúp nó. Càng lau, nó lại càng chảy ra. Chắc là máu cam thôi. Nó sụt sịt rồi ngẩng đầu lên trời cho máu ngừng chảy ra. Tôi cũng mong chỉ là máu cam thôi. Tôi cũng hy vọng là nó không sao. Một lát sau, chúng tôi bắt taxi về nhà nó. Nhà nó là nơi tốt nhất. Về đến nhà, tôi thấy nó vui hơn hẳn. Lòng tôi cũng an tâm. Mẹ nó dọn cơm, nó ăn như chết đói. Chắc ở trong trại giam người ta không cho nó ăn, hoặc có cho ăn uống cũng không được thoải mái. À, ăn xong á, lên phòng ngủ đi con, để mẹ dọn cho. Linh, con ở lại chơi với Lan nha con. Hai đứa lên phòng, trò chuyện một hồi lâu. Tôi kêu nó ngủ đi, nhưng nó không chịu ngủ. Nài nỉ mãi nó mới nghe. Đến khi thấy nó say giấc rồi, tôi đi ra ngoài để lấy cốc sữa rồi chạy vào. Nhưng khi trở vào thì thấy nó ngồi ngoài ban công, tay bồng bế con búp bê. Nè, kêu mày ngủ á mà sao mày không chịu? Lớn rồi mà còn chơi búp bê á mày. Tôi cười rồi đặt ly sữa xuống. Nó quay đầu chậm chậm lại nhìn tôi. Nó làm tôi phát quảng. Nó cười phá lên rồi bắt đầu hát ru. Nó ru một con búp bê bằng bông. Không phải nó, chắc chắn là không phải nó. Lan, mày sao vậy? Đừng làm tao sợ mà. Tôi ngã quỵ xuống đất. Con Lan từ từ đứng dậy tiến về phía tôi. Máu lại chảy. Máu chảy lem cả mặt nó, nhiều lắm. Lan ơi, tỉnh dậy đi mày. Tôi liên tục gọi tên nó nhưng không hề có tác dụng. Nó đang bị nhập, lùi mãi cũng hết đường. Bây giờ thì con Lan nó nắm được chân tôi rồi, tay nó dính đầy máu. Tôi cảm nhận được cái mùi máu tanh đang bốc lên. Móng tay của nó cấu sâu vào cổ chân tôi. Tôi đau đớn thét lên rồi đạp văng nó ra. Bị đạp, nó nổi cơn thịnh nộ, mắt nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi xong rồi. Nó lại bò đến, và lần này nhìn nó hung hăng hơn. Cạch một cái, có tiếng mở cửa. Là mẹ con Lan. Hẳn là do lúc nãy nghe tôi la hét cho nên bà lên xem tình hình. Nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, bà không khỏi sốc. Trời ơi, con làm sao vậy? Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã vội vàng ôm con Lan dậy. Nó cười phá lên rồi lùi tắt. Một tay bóp cổ mẹ nó, nhấc bổng lên không trung. Môi nó mím chặt thể hiện sự giận dữ. Bà ấy đang trong tình trạng thoi thóp, mặt đỏ bừng lên, miệng chỉ ú ớ chứ không nói được thành lời. Tôi đứng dậy định ngăn nó lại, nhưng nó đã nhanh chóng đảo mắt nhìn sang tôi. Mắt nó đầy tia máu đỏ xé.
nó giơ tay bóp cổ tôi giống như mẹ của nó. Tôi cũng bị nhấc bổng lên trên không trung. Con Lan lại cười lên điên dại. Tôi cố gắng ú ớ nhưng cổ họng lại không phát ra thành lời. Con ơi. Mẹ nó phải cố gắng lắm mới thốt lên thành lời. Và hình như con Lan nó nghe thấy. Tay nó thả lỏng hơn. Tôi đã thấy tia máu đỏ ở mắt nó phần nào ít đi. Tuy nhiên, sự thả lỏng này chỉ kéo dài tầm có mấy giây, rồi tay nó lại tiếp tục ghì mạnh hơn. Nó trừng mắt, trong khi đó mẹ nó vẫn đang cố gắng gọi. Lan ơi, mẹ đây con. Tôi bắt đầu thấy những tia máu đỏ xé trong mắt nó dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen lấy. Con Lan thả tay, tôi và bác gái ngã xuống đất. Con Lan cũng ngã. Nó thở dốc, ho khan, rồi nhìn chúng tôi. Mẹ, Linh. Có lẽ nó không nhớ được gì. Mắt nó nhìn tôi và bà hoang mang lắm. Lúc đó bác gái đã nhanh chóng ôm chầm lấy nó khóc. Thông thường khi bị vong hồn nhập và điều khiển cho tới khi tỉnh lại, cả quá trình đó người bị nhập không thể nhớ được những gì mình làm. Con Lan là một trong những trường hợp đó. Tôi đỡ nó lên giường, nắm lấy tay lau mồ hôi cho nó. Bác gái đã ra ngoài pha sữa rồi, chỉ còn ở đây tôi và nó. Nè, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? À, mày không nhớ gì hết hả? Nó lắc đầu. Tôi nghĩ phải nói cho nó biết tình trạng của nó bây giờ. Dạ, tôi đã kể cho nó nghe tất cả. Nghe xong, tôi thấy nó run run, hẳn là cũng sốc lắm. Mày biết không, lúc tao ở trong đồn công an á, họ đưa cho tao xem một đoạn phim mà camera trong trường quay lại. Họ nói là thấy tao khóa phòng vệ sinh nhốt con Nguyên lại. Tao cũng thấy rất rõ là tao là người khóa cửa nữa, nhưng mà tao lại không nhớ ra cái gì hết. Do chưa có bằng chứng xác thực á, cho nên họ mới chịu thả tao đó. Nó nói mà giọng có vẻ còn sợ hãi lắm. Tôi nghe xong cũng thấy rất sợ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hôm mà con Nguyên chết, công an lại dẫn con Lan về đồn. Nhưng mà những hành động sai trái này đều không phải là chủ ý của nó gây ra. Nó bị vong nhập. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao để giúp được nó đây. Nè, mày nói tao nghe, mày có đụng chạm gì tới con búp bê hôm bữa không? Nó im lặng, chỉ lắc đầu. Tôi nhìn xuống tay nó, thấy tay vẫn đang run run nhiều lắm. Rồi nó nói. Nhưng làm sao? Nhưng mà tao hay mơ về nó lắm. Trong mơ á, nó còn gọi tao là mẹ nữa. Nó kêu tao bế nó. Hả? Sao nó lại gọi mày là mẹ được? Con Lan lắc đầu, rồi cúi mặt im lặng. Nó không nói, tôi cũng không thể hỏi nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy nghi hoặc. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Nhưng mà con Lan vẫn đang học cấp 3 thì làm sao là mẹ nó được? Có khi nào là mẹ ở kiếp trước? Bây giờ tôi thấy rất có lỗi. Mọi chuyện đều do tôi mà ra cả, chứ không phải do ai hết. Hết con Nguyên, bây giờ lại đến con Lan. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ mượn bùa chú dạy cho con Uyên một bài học. Nhưng không ngờ là dẫn đến cái chết cho nó. Tôi bây giờ chẳng khác nào đang mang tội. Trở về nhà, tôi chỉ muốn ngủ một giấc. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra đột ngột quá. Vừa nhắm mắt, tôi lại thấy mình đang ở trong một không gian khác, âm u và tối mịt. Đây không phải nhà tôi. Ba. Tôi thấy một người đàn ông trung niên đứng quay mặt sau gốc đa. Nghe tiếng tôi, ông ấy quay lại. Trời ơi, đó là ba tôi thật. Ba mỉm cười mừng rỡ đến rơi nước mắt. Ba định chạy lại ôm lấy tôi,
nhưng mà không được. Tôi thấy ba đang bị xích bởi những cuộn dây xích nặng gần cả tạ. Mặt ba thoáng buồn. Tôi cố chạy lại nhưng mà chạy mãi không đến được nơi. Khoảng cách nhìn chỉ có tích tắc, chỉ vài bước chân, nhưng lại như xa ngàn dặm. Tôi không biết phải làm sao, cứ đứng yên đó nhìn thôi. Rồi tôi thấy ba Lê từng bước chân nặng nhọc, đến nỗi những cuộn xích làm cho chân ba tứa máu ra. Và tự nhiên lúc đó chân tôi bị dính chặt vào đất, không thể bước dù là chỉ một bước. Ba ơi, đừng mà ba. Tôi cố gắng hét thật to cho ba tôi nghe thấy. Ba nghe thấy rồi, nhưng vẫn không dừng lại. Ba vẫn tiếp tục lê chân đến. Còn tôi thì không nhúc nhích được. Con ơi. Ba ôm chậm lấy tôi. Tay ba ấm lắm. Gần chục năm nay rồi tôi chưa được ba ôm. Ba vội vàng chúi vào tay tôi một sợi vòng đang bằng chỉ đỏ, ở giữa có hình Quan Âm. Tôi chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp hiểu ra điều gì, thì ba đã vội đẩy tôi ra xa, xua xua tay. Về đi con. Rồi tôi nghe tiếng ba thét lên trong đau đớn. Có một bàn tay to lớn nào đó kéo ba tôi lại, những cuộn dây xích siết chặt hơn. Ba tôi chỉ có thể đau đớn bùng vẫy mà kháng cự. Rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Các bạn thấy tập truyện này như thế nào? Ở phần 1 thôi mà đã rất gây cấn từ đầu cho tới cuối. Rất nhiều câu chuyện xảy ra và có quá nhiều những khúc mắc chưa thể nào giải đáp được. Bông Nhi, rồi câu chuyện về ngoại, về ba của cái bạn đó, thực sự họ là ai và họ đang chịu cái điều gì? Các cái thằng Tèo nữa, thằng Tèo là một người rõ ràng khờ khờ, vui tính. Khi mà đụng tới chuyện tâm linh thì lại thấu hiểu quá nhiều chuyện, biết quá nhiều thứ. Đó. Rồi cả con Lan nữa. Cái bạn Lan trong đó có mối liên hệ nào đối với Dông Nhi kia mà tại sao nó cứ phải bám theo tới như vậy? Rồi. Ngày mai Huy sẽ gửi đến phần cuối, phần sau của tác phẩm Chơi Ngải của Lương Khánh Ly cho các bạn nghe. Đừng quên hãy like và share thật nhiều video này để ủng hộ cho Nguyễn Huy, cũng như là nhớ đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà nhận được thông báo các bạn nha. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ có những truyện ra đều đặn mỗi ngày. Mong là các bạn hãy nhấn đăng ký để mà nhận được thông báo, vì truyện sẽ ra liên tục để phục vụ cho các bạn. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.